Ta đã hai mình mới mua mỹ phẩm nè, khoe với mọi người á để có động lực mà làm đẹp. Chắc phải hơn 1.5 năm rồi đó mình không có mua mỹ phẩm gì xài hết trơn. Lúc mang bầu á với sau sinh là mình chỉ xài sữa rửa mặt thôi. Mà môi mình á bong tróc quá à, nên bữa nay mình đi mua son dưỡng. Với lại á mua thêm kem dưỡng ẩm mặt nữa. Nhà mình á còn mỹ phẩm hồi trước á mà mở nắp lâu quá rồi đâu có dám dùng đâu. Mà bây giờ mua một bộ mỹ phẩm để dưỡng da mắt lắm mấy bà. Nên là mình mua kem dưỡng ẩm mặt với môi thôi đó. Mấy bà có giống tôi không, vô mấy cái tiệm mỹ phẩm này hả ham gì đâu. Lâu lâu mình mới được đi mà xong cái mình lạng xuống bến Ninh Kiều một xíu. Bến Ninh Kiều ơi, lâu rồi tôi không gặp mấy người. Mà mẹ đi ra khỏi nhà mà phải mua quà gì cho cô con gái chứ. Mẹ mua tặng con một bịch bỉm to ủ nha. Vô cửa hàng mẹ và bé mua một bịch bỉm thôi. Mà bao nhiêu cái mút á đang vui của mình nó sụp đổ xuống luôn. Thôi không có gì phải buồn hết, mình mua một ly trà sữa mình uống đi. Lâu lâu tôi mới uống một ly trà sữa, mấy bà đừng có la tôi à. Ở nhà á chồng mình dỗ em công chúa ngủ rồi. Giờ thì ngồi rửa chén hồi chiều tụi mình ăn á. Đây nè, chân dung hai ẻm để tôi xài thử coi. Chồng mình á ở nhà giặt đồ cho con rồi nhưng mà sao nó lem dữ ta. Rồi cái body chiến của công chúa hết đẹp. Lâu rồi mình không có mua mỹ phẩm nên mình cũng không có coi review trước. Mình cho con ty trực tiếp á nên cũng kêu người ta tư vấn mấy cái dòng dược mỹ phẩm thôi. Mình á thì là da dầu, tính mua cái hãng này mà cho da dầu nè. Nhưng mà da dầu thì tới 500 mấy, còn cái này da khô thì có 200 mấy à. Nên là tôi mua da khô đó mấy bà, rồi về tôi tha mỏng thôi. Tại chắc kem của da dầu là dạng rêu, còn này là dạng rim. Bữa tôi hỏi mấy bà môi tôi khô gì nè thì xài gì được. Mấy bà chỉ tôi cũng nhiều á mà tôi lại chỗ đó thì không có hãng đó. Nên tôi vẫn mua thử cái hũ Vaseline quốc dân này dùng thử. Nói quốc dân gì đó chứ mình chưa thử mọi người ơi, mình xài cái dạng thỏi à. Chắc bà nào tâm lý cũng như tôi cho mà coi. Lần nào mua mỹ phẩm về á cũng nôn nao háo hức. Làm như á là xài một cái là đẹp liền không bằng. Tự nhiên coi lại clip này tôi mới thấy sao tôi rửa cái mặt tôi mạnh dữ, rồi thêm vuốt vậy nữa, rồi nó chảy xệ rồi sao. Đây là hình ảnh có app, còn đây là hình ảnh không app. Cam thường mặt mộc 100% nên nhìn nó hơi ghê. Mà sức mỹ phẩm á xài app thì nó quê quê. Tới khúc này xíu nữa là bỏ nguyên cái hũ rồi. Ủa là sao vậy mấy bà? Cái hũ ở ngoài này đáng lẽ phải dính vô cái hũ ở trong chứ. Còn cái này á mình nhấc lên một cái là sức ra liền. Mấy bà có hiểu cái ý đồ của nhà sản xuất là gì không vậy? Cái cạnh hai bên nó cũng khoét để mình dễ nhấc lên nữa. Thôi cái vụ này tôi quê quá tôi không có biết rồi. Cái siêu của cái hũ này nè còn nhiều kem lắm. Vét ra xài mấy bà ơi. Đã lâu rồi không có cảm giác này nó lạ gì đâu. Chồng mình nó hả thúc mình đi mua mỹ phẩm xài hoài à, mình không có mua. Hồi trước á mình có em bé mình cũng sợ ảnh hưởng. Thật ra mình cũng hiểu là có những hãng an toàn lành tính. Một phần là cái tinh thần làm đẹp của mình không có cao quá mọi người ơi. Bữa nay là tinh thần tôi lên cao dữ lắm nè tôi mới đi mua đó. Mọi người thấy sự khác nhau của có app và không app chưa? Đúng là ánh trăng lừa dối. Cái mặt có app này đi bán kem chắc cũng được nè tròn. Thôi thôi trễ rồi mấy bà ơi, tôi bôi vô cái môi thâm rồi đi ngủ mới được. À không, phải nói là cái môi vừa khô vừa thâm mới đúng. Mấy bà chờ đón cái sari đi làm điệu từ từ của tôi nha.